Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link gcthu.vn là đường link lừa đảo, nhấp mã độc, các bạn để ý kỹ trước khi mua tài khoản nhé. Thông báo giải đấu tri ân khán giả 19 giờ ngày 24 tháng 12, đấu giải 5 game MVP thắng nhận 200k Garena, MVP bại nhận 100k Garena. Mọi người chắc chắn phải bấm vào link dưới mô tả video để có thể tải app và tìm kiếm ID gthu1207, sau đó ấn follow giúp mình. Lưu ý 100% các bạn phải ấn vào link để tải app thì mới nhận được giải thưởng nha mọi người. Đang như đang lành được một bảng của Hayate. Và ngoài ra tiếp tục hỗ trợ đồng đội. Ok Zata, đánh đi, mình có chiêu cuối bạn ơi, yên tâm. Đấy, Zata bốc hơi, yên tâm, Zata còn hồi sinh. Nhưng mà mệnh ai người đấy lo nhá. Rồi sao? You think anyone's using this? Let's try it on. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đưa đến cho tất cả các bạn một trận đấu vô cùng đặc biệt. Và trước tiên là mình sẽ cần phải hỗ trợ cho Van Hên để có thể cứu rỉa Hayate. Đó, Hayate bây giờ không còn quá nhiều máu và Hayate bốc hơi, mình có mạng hỗ trợ đầu tiên rồi. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng Timmy mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn bộ trang phục này. Tên gọi chính thức cho bộ trang phục này là Tanuki Chiêu Tà nha các bạn ơi. Và đây sẽ là cái bộ trang phục đánh dấu cột mốc trang phục đầu tiên của vị tướng Timmy có hiệu ứng kỹ năng. U là trời. Từ trước tới nay như các bạn biết thì Timmy ra mắt rất nhiều bộ trang phục rồi, nhưng mà toàn bộ trang phục bậc A mà thôi, và thêm cả cái bộ trang phục thưởng hạng nữa thì tất cả những bộ trang phục đấy không có thay đổi về hiệu kỹ năng. Nhưng mà bộ trang phục này lại khác các bạn ạ. Bộ trang phục này thì có thay đổi đến từ những đòn đánh thường chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 3. Đây là cái điều cực kỳ tuyệt vời nha. Đó. Khi mà mình quẩy bộ trang phục mới của vị tướng Timmy thì mình sẽ tích cực hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi thôi. Đang có Red. Red đừng giữ kìa. Red đã vào tầm ngắm, choáng luôn Red. Red nè, và chắc chắn Red hy sinh. Đấy, các bạn đã thấy sức mạnh của vị tướng Timmy chưa? Hỗ trợ đồng đội cực kỳ tốt, và thêm cả Tara. 4 đánh 1 không chột cũng què, Tara không kịp hồi máu và Tara hy sinh nốt. Thêm cả Anatea thì bây giờ mình sẽ đầu tư thêm cái tốc biến nha, để có thể dí luôn Anatea. Trời ơi, Anatea một lần nữa là nằm xuống luôn. Không thể tin nổi, thời điểm đầu game team mình ăn được 4 mạng, một mình hỗ trợ 4 rồi. Để mình check trong cái bụi này xem. Úi giời, thế là vừa xong mình đánh rắm thẳng mặt Hayate rồi đấy. Cái điểm nổi bật nhất đến từ bộ trang phục này đó chính là chiêu 1. Sau khi mình kích quạt chiêu 1, các bạn nhìn thấy qua một cái hiệu ứng rất đẹp. Và ngoài ra khi mà mình làm nổ cái quả rắm ấy thì lập tức sẽ xuất hiện một cái mặt mèo nha mọi người nhá. Xuất hiện một cái mặt mèo rất là to, siêu to khổng lồ. Đó, rất đẹp. Ấy, Hayate lại bốc. Ôi, chết rồi, lỡ tay rồi. Trời ơi, xin lỗi bạn Van Hên nhá. Vừa xong là mình lỡ tay thôi. Tuy rằng thời điểm đầu game này cái trụ rất trâu, nhưng mà các bạn nhìn thấy qua mình lẫn cả Van Hên tập trung lấy đi rất nhiều máu của trụ này. Theo như mình tìm hiểu ấy thì tên gọi cho bộ trang phục này là Tanuki Chiêu Tài. Thì Tanuki là một tên gọi bên đất nước Nhật Bản nhá. Đó, và nó có biểu tượng của sự may mắn, đem đến vận may cho gia đình. Nói chung là cái bộ trang phục này liên quan tới năm mới và liên quan tới ngày Tết. Riêng dùng chiêu 1 đánh rắm ra một cái quả mặt mèo thì đúng là giống như kiểu mèo thần tài đấy các bạn. Ok, hiện tại mình phát hiện được ra Red đường trên không còn quá nhiều máu thì mình sẽ cố gắng tiếp cận Red nha. Để tặng Red một quả rắm nè. Quả rắm, ôi rồi đó tôi. Tôi chết rồi, tôi. Ui giời, mình không kịp kích quạt chiêu cuối luôn. Thật sự là vừa xong đứng giữa ranh giới mong manh quá. Là mình có thể tiêu diệt được Red một cách dễ dàng, nhưng mà mình thiếu một chút may mắn, thiếu một chút sát thương, và Red có xìu máu nó tung combo ngược lại và mình cũng lên vài điểm số luôn. Quá đau lòng. Lâu lắm rồi chưa quẩy lại vị tướng Timmy. Căn bản là ngày hôm nay muốn review cho mọi người bộ trang phục này.
bởi vì bộ trang phục này quá đẹp các bạn ạ. Thật ra thì chiêu 2 cũng có sự thay đổi nhá. Chiêu 2 mình nhìn sương sương qua, khi mà dùng chiêu 2 thì như là có một cái bàn tay mèo ấy. Ô, này thì mình xin, trời ơi, đang như đang lành được một bạn của Hayate. Và ngoài ra tiếp tục hỗ trợ đồng đội. Ok Zata, đánh đi, mình có chiêu cuối bạn ơi, yên tâm. Đấy, Zata Booker yên tâm, Zata còn hồi sinh. Nhưng mà mấy ai người đấy lo nhá. Rồi xong. Mình chỉ được cái chạy thôi các bạn ạ. Chứ vượt xong nếu như mình ở lại thì kể cả mình cũng bốc hơi luôn. Nhanh thật các bạn ạ, sắp đến Tết rồi. Đấy, Liên Quân cũng bắt đầu rục rịch ra mắt những cái bộ trang phục liên quan đến Tết. Mình nhớ những cái năm trước là chúng ta còn có Grack mèo thần tài hay sao ấy. Đấy, hay là Grack có bộ trang phục Tết mà. Bây giờ thêm cả Timmy trong bộ trang phục này thì các bạn nhìn thấy là hai chú trồn đã được khoác lên người, đó là một bộ áo giáp. Bộ áo giáp này thì cái đầu được trang trí là hình mặt mèo nhá, và hiệu ứng kỹ năng cũng là mặt mèo luôn. Ok, tiếp tục mình sẽ di chuyển ra để có thể đánh rắm nè. Đánh rắm thần trưởng, rắm thần trưởng, đấy có mạng hỗ trợ. Khi mà quẩy vì tiếng Timmy với vị trí là đi support thì các bạn nên mang phép bổ trợ tốc biến đi nha. Bởi vì tốc biến rất lợi, các bạn có thể thực hiện combo chiêu 1 và tốc biến. Chiêu 1 bước vào trạng thái toát mồ hôi, sau đó tốc biến lên để có thể đánh rắm thẳng mặt đối phương. Bây giờ mình đánh rắm thẳng mặt Red Booker nè. Đấy, chơi support thì mình sẽ lựa chọn phong cách đó là hỗ trợ đồng đội nhiều nhất có thể, hạn chế ăn mạng và hạn chế phít mạng. Mà tính ra nếu như cầm Timmy ấy, cái lượng đam không quá to đâu. Đam của Timmy khi mà to, trừ khi mà các bạn lên full phép mà thôi. Còn trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ lên full tank nha mọi người, chứ còn mình sẽ không lựa chọn phong cách full phép. Zata mình có chiêu cuối. Ấy sời, thế là cứu được Zata. Thành công rồi. Trời ơi, may là có chiêu cuối của mình đấy, chứ không là vừa xong là Zata toang luôn. Ok, và ngoài ra chúng ta có cả trụ. Bây giờ thì thành công của mình về đây. Timmy mà lên full phép thì mình đã có rất là nhiều clip rồi nha. Chúng ta có thể một rắm một mạng, đấy là chuyện hết sức bình thường. Còn ngày hôm nay sẽ là phong cách lên full tank. Zata vừa xong có để lại cái chat là cảm ơn. Đấy, chắc là Zata biết mình cứu Zata một mạng mà. Trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên đó là hóa giải khống chế, ngoài ra sẽ là giày kiên cường, rồi đến giáp Gaia. Sau đó là khiên thức, à đâu, khiên huyền thoại. Sau giáp Gaia sẽ là khiên huyền thoại, rồi đến huân dương choi. Trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp thống khổ nha. Đây là về build đồ. Trận đấu này thật ra thì mình thấy Red team địch đánh căng lắm, vậy nên là mình lên kháng phép hơi nhiều. Bây giờ chúng ta dí luôn Arate này. Cố lên Vanen ơi, cố lên Vanen. Trời ơi tuyệt vời, thế là mình có giáp Gaia rồi. Đi support, cái niềm vui của mình ấy là chứng kiến đồng đội của mình ăn mạng. Zata cẩn thận nhé Zata, để mình đánh rắm thẳng mặt luôn Thên. Nào, bùm. Ấy sời ơi, Thên mất rất nhiều máu. Cố lên Akros, hay quá Thên bốc hơi. Các bạn lưu ý giúp mình, để mà chiêu 1 đạt được hiệu quả cao thì sau khi các bạn kích hoạt chiêu 1 thì Timmy sẽ bước vào trạng thái tắt mồ hôi. Và lập tức ở trên đầu Timmy sẽ có một cái thanh đếm thời gian ấy. Cái thanh đếm thời gian này các bạn nhìn thấy qua, nó vượt qua cái cột mốc là các bạn dùng chiêu 1 các bạn kích hoạt luôn là các bạn sẽ có thể là gây sát thương rất lớn nha. Đấy, bật chiêu 1 lên chúng ta sẽ có một cái thanh ngang ở trên đầu. Và chỉ cần nó chạy qua cái cột mốc thôi là các bạn ấn cái chiêu 1 thêm lần nữa để có thể phát nổ đánh rắm của Timmy. Tính ra là Timmy có kỹ năng khống chế rất mạnh ấy, đến từ chiêu 2 và chiêu 1. Còn được cái là chiêu 3 là có thể hồi sinh. Ô là chờ nhìn ta ra kìa, cứng cáp dã man, thế này thì chịu. May là trận đấu này mình cầm support về nên mình cũng không áp lực cho lắm nhá. Zata team mình kìa, lại hổ báo rồi, để mình di chuyển ra mình hỗ trợ Zata. Yên tâm, mình ở bên cạnh bạn, chạy đi Zata, chạy đi. Bạn mà gặp nguy hiểm mình kích quạt chiêu cuối để mình hỗ trợ bạn liền. Đó, thế là Zata sống sót, còn bản thân của mình không còn quá nhiều máu. Từ từ thay em có tốc biến. Ấy sời, bắt làm sao được em Tara ơi. Nếu như mình cầm Van Hên, mình cầm các vị tướng pháp sư xạ thủ trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ cảm thấy áp lực rất nhiều. Bởi vì cái đội hình team địch ấy nó cứng cáp cực kỳ. Các bạn quan sát qua là có Tara, có Anate và có Thên. Thên này thì làm sao mà giết nổi đây. Thật sự là Tara này, Thên này, Anate thì team địch là cực kỳ trâu, nhưng mà team địch lại thiếu sát thương nhá. Team địch là chỉ có sát thương đến từ Hayate và Red mà thôi. Và nên trong giao tranh nếu như mà team mình tóm được Hayate lẫn cả Red thì quá tuyệt vời. Thì team địch coi như là không có sát thương nữa. Cho mình về cái đi nào. Về cũng không yên. Cứ về hồi phục đầy máu cái đã. Tại vì sao mình ít khi làm clip về vị tướng Timmy? Bởi vì lý do là ít view lắm. Các bạn cũng thử quan sát xem. Sau khi mình đăng clip này độ khoảng tập 1 ngày 2 ngày sau các bạn quay trở lại thì cái lượt view không được 100.000 view luôn. Nói chung là ít view lắm.
chắc không được 50.000 view đấy các bạn ạ. Thế nên là mình cũng hơi bị lừa làm clip về Việt Tường Timmy. Căn bản nó có trang phục mới, mình muốn review cho mọi người thôi. Chứ còn nếu như mà các bạn ủng hộ mình nhiều thì chắc chắn mình sẽ làm clip về Việt Tường Timmy nhiều hơn. Ok. Dàn trụ team địch là mình đếm xương xương là còn 4 cái nha. Còn 4 cái trụ mà thôi. Vậy nên là team mình có thể dễ dàng ép trụ. Nhưng mà vấn đề chính ấy, để mà ép trụ được cần phải vượt qua được cái dàn đỡ đòn của team địch. Cùi với một cái bức tường vững chắc. Có Tara, có Thên, có thêm cả Anate nó đứng trước như thế này rất là khó để bắt được vào chủ lực. Và đặc biệt là Rat lẫn cả Hiyate nó cứ đứng ở đằng sau nó cấu rỉa như thế này quá khó chịu. Quá bê tắc các bạn ạ. Thôi rút lui đi team ơi. Không ai chịu vào mở combat, bản thân của mình không còn quá nhiều máu. Ok Hiyate, Hiyate hy sinh. Trời ơi, đang nhiên đang lành được mạng thứ 3. Bây giờ team mình chỉ cần thừa thắng xông lên thôi. Nào, Tara lẫn cả Thên. Châu đánh lâu cũng chết hít, rắm của mình là cũng ngất cây con gà Tây. Trời ơi, chưa gì team địch mất 4 thành viên rồi. Và bây giờ chỉ còn một mình Rat thủ nhà mà thôi nhá. Mình sẽ chơi một cách hổ báo, căn bản hiện tại mình có chiêu cuối mà. Vậy nên là chỉ cần nhìn đến Rat là mình sẽ đầu tư thêm cái tốc biến lên dí luôn. Rat có xíu máu. Hay quá, thế là Rat team địch hy sinh rồi. Quét sạch team địch hoàn toàn và đây sẽ là cơ hội để team mình có thể chấm dứt được trận đấu, kết thúc trận đấu luôn. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi màn review bộ trang phục mới nhất dành cho Việt Tường Timmy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người. Bye bye.